Tượng gỗ Đẹp Phúc Tấn xin được gửi lời chào toàn thể các bác nhà mình. Cảm ơn các bác trong thời gian qua đã luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ những tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, tượng gỗ phong thủy bên đồ gỗ Phúc Tấn các bác nhà mình nhé. Thì hôm nay em trai xin được lên các cặp bình tỳ bà để giới thiệu với các bác nhà mình. Thì hôm nay em trai xin được phép là lên ba cặp tỳ bà các bác nhà mình nhé. Thì trước tiên thì em trai xin được giới thiệu về địa điểm cơ sở bên em. Cơ sở bên em nằm tại làng nghề Mộc Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Với số Zalo là 0389 889968 các bác nhà mình nhé. Vâng, thì không để mất thời gian của các bác, thì như các bác đã biết, bình tỳ bà là những mẫu bình được nhiều người ưa chuộng hiện nay bởi kiểu dáng mềm mại và có giá trị phong thủy cao các bác nhà mình nhé. Bình tỳ bà được chế tác trên rất nhiều chất liệu khác nhau, nhưng quý nhất vẫn là những bình tỳ bà chế tác trên chất liệu gỗ các bác nhà mình. Tại vì bình tỳ bà làm bằng gỗ có giá trị vì bình tỳ bà không cần những họa tiết trang trí quá nhiều, chỉ cần để nguyên chất gỗ cũng đủ giữ nguyên những đường vân gỗ mộc mạc, nhưng mang đến những nét đẹp rất là uyển chuyển, mềm mại và vô cùng độc đáo các bác nhà mình nhé. Thì trong phong thủy ấy, thì bình tỳ bà tượng trưng cho sự sung túc về tiền tài này, phát tài phát lộc, đem đến cho gia chủ những điều mới mẻ, tốt đẹp, may mắn. Ngoài ra bình tỳ bà còn là nơi để bảo vệ này, cất giữ này, tiền tài cho chủ nhân và sở hữu các bác nhé. Vâng, thì em trai xin phép được đi cận cảnh hơn những từng cặp tỳ bà cho các bác nhà mình cùng thưởng lãm. Thì em xin được phép giới thiệu từ ngoài vào trong các bác nhé. Vâng, đây là một bình tỳ bà với chiều cao là 38 đấy ạ. Chiều cao là 38 và đường kính là 10 đấy ạ. Vâng, em trai có ghi kích thước ở đây để cho dễ nhớ đây ạ. Thì các cặp bình tỳ bà được chế tác như các bác đã biết, đây là những tai bèo đấy ạ. Những cái tai bèo được chế tác rất là mềm mại đấy các bác nhà mình. Rất là mềm mại đấy ạ. Để thu hút tiền tài nha các bác nhé. Cổ lọ thì được nằm thon xuống để cho tiền tài trôi cho xuống dễ đấy ạ. Còn ở dưới thân bình thường được làm phình ra để đựng được nhiều tiền tài hơn các bác nhé. Bên dưới là đường được làm bằng chân đế đấy ạ. Đế ba chân đấy ạ. Đế ba chân thì đứng chắc thôi rồi đây các bác nhà mình. Các bác có thể cùng em trai thưởng lãm đấy ạ. Thì cặp tỳ bà này được làm trên chất liệu là gỗ chắc dây các bác nhà mình nhé. Gỗ chắc thì rất là chắc rồi. Còn những loại chắc dây là có những đường vân gỗ rất là đẹp đấy các bác nhà mình. Đây, để nguyên những đường vân gỗ đấy ạ. Vâng, đây là cặp thứ nhất. Cặp thứ nhất với chiều cao là 38, đường kính là 10 phân nha các bác nhé. Những cặp này thì các bác có thể để trên ban thờ gia tiên, hoặc cũng có thể để trên những cái kệ tivi để cân đối, cân xứng mỗi mỗi bên một chiếc. Vâng, trông rất là đẹp, rất là lịch sự luôn các bác nhà mình ạ. Vâng, đi qua cặp tiếp theo đây ạ. Em trai xin được để cặp số 2. Cặp số 2 này có chiều cao là 48. Chiều cao 48 và đường kính là 13. Cũng vẫn trên những cũng là trên nền chất liệu là gỗ chắc dây luôn các bác nhà mình. Đường vân gỗ thì thôi rồi, đây các bác nhà mình có thể cùng em trai thưởng lãm đấy ạ. Một cặp kích thước giống nhau, đường kính giống như nhau luôn. Nhưng mà những đường vân nét gỗ thì mỗi phôi gỗ một khác, nên mang đến những cái vẻ đẹp không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đấy, các bác nhà mình có thể cùng em trai thưởng lãm ạ. Gỗ chắc dây các bác nhà mình nhé. Các bác nhà mình cũng biết là gỗ chắc thì nó thuộc hàng có giá trị cao rồi. Kiếm được những cái phôi gỗ mà có những cái đường vân này, những đường vân đen, rất là tuyệt vời luôn. Đây là vân tự nhiên các bác nhà mình nhé, không phải là vân vẽ đâu ạ, vân tự nhiên đấy ạ. Đấy, em xin phép được quay sát lại cho các bác nhà mình, quay ra xung quanh đây. Và những cái vân gỗ rất là đặc trưng của gỗ chắc dây đấy ạ. Vâng, xin được đưa đến những cái cặp tiếp theo đấy ạ. Cặp to nhất đấy ạ. Cặp to nhất trong video ngày hôm nay. Với chiều cao là 60. Chiều cao là 60 và đường kính là 15. Các cặp thì kích thước đều, mà nếu là đã là một cặp thì kích thước đều như nhau các bác nhà mình nhé. Đều như nhau. Đấy, những cái tai bèo được nghệ nhân châm tỉa rất là mềm mại các bác nhà mình nhé, mềm mại trơn tru luôn.
Đấy. Rất là đẹp luôn. Vâng. Đây các bác có thể cùng em trai thưởng lãm đây ạ. Ồ, rất là đẹp luôn. Đường vân gỗ thì rất là tự nhiên. Mỗi phôi gỗ thì đều có những cái đường vân gỗ khác nhau các bác nhà mình nhé. Một cặp kích thước như nhau. Nhưng mà vân gỗ thì thôi rồi, đẹp thôi rồi. Vâng, tình tỳ bà thì không cần phải trang trí quá nhiều đâu các bác nhà mình ạ. Được làm trên chất liệu gỗ thì chỉ cần để nguyên những cái vân gỗ mộc mạc thôi là cũng thể hiện được cái sự vẻ đẹp, toát lên được cái vẻ đẹp của nó rồi. Và em trai xin được phép quay ra xa cho các bác nhìn, mình cùng thưởng lãm toàn bộ ba cặp bình tỳ bà của em trai bên của bên em trai hôm nay nhé các bác nhé. Vâng, thì đối với những cặp bình tỳ bà này các bác có thể để trên ban thờ gia tiên này, hoặc cũng có thể để trên kệ tivi làm những vật dụng trang trí như, hoặc là những cái vật dụng là phong thủy các bác nhé. Thì đến đây thì em trai xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và cũng như trong thời gian qua đã luôn quan tâm, ủng hộ đến tượng gỗ đẹp Phúc Tấn. Thì các bác nào có quan tâm thì để lại cho em những comment này, những nút like, nút chia sẻ thì càng tốt các bác nhé. Và có thể gọi điện trực tiếp đến số Zalo là 0389 889968. Thì bên em trai luôn luôn có những đội ngũ nhân viên tư vấn cho các bác nhà mình, gửi video ngắn này, những hình ảnh chi tiết hoặc là báo giá cho các bác nhà mình nếu các bác yêu thích luôn các bác nhé. Vâng, thì video của em trai xin được kết thúc tại đây. Hẹn các bác vào những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bác đã luôn quan tâm theo dõi ạ.